nước mắt nhỏ ra đêm đông trường canh đã sang ba. Dù thần mà theo giữ mẹ ra có hai người, mẹ mấy đi ơi con ơi, được mấy đã tháng rời cớ sao mà giận cháy đã đầy đầu ra. Những mong thời thì nói khó việc nhà vút liền, mẹ nghe tiếng cái tim miệng con gà gáy lên. Mẹ bảo hai con đi nghĩ lại cho mẹ thì về đèn dương gian thì âm phủ. Vậy thời quá canh nhì xuân nó thì nắm chặt lấy chân quân. Chân quần mẹ ơi mẹ bỏ con sao đành, mẹ lại biến đi. Mẹ thấy đã trời thì ngồi lại với con một khi thương hại vậy thì nỡ bỏ chúng tôi. Cúc hoa thấy con nói vậy thì liền ngồi ngồi. Mẹ đi mà đã có đôi người theo giữ mẹ đây, đôi ông dù thần mới nói khi này ơi nàng ơi đi làm vậy nỡ bỏ mà đi. Anh khuyên cô nàng ngồi lại với con một khi chúng tôi có ở điều chi mất lòng. Cúc hoa gạt nước mắt ròng ròng ngồi hết mà giờ xỉu mong sang giờ dần. Mẹ lấy tờ giấy khi xưa thì đắp mặt che trần viết bức thư mà để lại trách chồng mà thôi. Ơi thương ơi đã mẹ viết đây rồi. Thương mấy ơi đưa đã mẹ viết rồi, mẹ bọc vào cái nơi chằng áo kẻo rơi thư này. Này thư thời thì mẹ bọc vào đây trông lên mặt trời mọc đã hồ cao. Mẹ bọc thư vào kẻo nữa thư rơi, khách thì bộ hành đi qua thì thấy hãy còn ôi. Con mà cho bú ở nơi nhà mồ khách thì bộ hành người ta thì mấy hỏi bây giờ đàn bà mà sao có con thơ chốn này. Tôi nói dối rằng có thì con mọn ở trên tay.
mọn trên tay, sợ quan đi khách dày chả có tiện mà ngồi đây. Yếu chân mẹ con đi theo chẳng kịp vậy, vậy nên mà tôi phải ngồi đây. Nhưng là Cúc Hoa bảo hai con vậy mà ngồi đây mà tố lộ khốn ta ngày dày. Hai con thương mẹ ngoảnh mặt về đằng tây.